Rồi, cảm ơn các bạn quay lại kênh Phương Nguyễn đây. Tiếp cái phần 2 của cái chủ đề liên quan tới VMware networking. Phần 2 hôm nay Phương Nguyễn sẽ giới thiệu các bạn cái vSphere Standard là một cái chuẩn về những cái lý thuyết về liên quan đến các mạng ảo của máy ảo để chúng ta hiểu được vSphere nó là cái gì. Ta sẽ đi vào các cái thành phần của cái vSphere vSphere networking. Thì là một cái vSphere nó sẽ xác định các cái loại thành phần như sau là VM kernel, không, tức là virtual machine group, và cái thứ hai là cái VM kernel board. Thì cái VM kernel board thì nó bao gồm những cái thành phần ví dụ như là IV, nó phục vụ cho cái dịch vụ về IP storage, vSphere HA available, vSphere vMotion migration, vSphere filtering, vSphere resolution and vSphere replication. Tức là những cái kernel board thì nó sẽ phục vụ cho các cái dịch vụ về storage, dịch vụ về dự phòng, dịch vụ về chuyển đổi migration, dịch vụ về HA, dịch vụ cho cái SAN, có thể dịch vụ cho cái đồng bộ. Cái thứ hai là nó VM kernel là để phục vụ cái quản lý network. Các bạn nhìn thấy nè, bây giờ đó là lý thuyết thôi. Bây giờ các bạn tưởng tượng cái mô hình ở đây, các bạn nhìn thấy nè, là đây là một cái virtual switch. Các thành phần của virtual switch các bạn phải hiểu được. Khi các bạn log on vào cái quản lý SC á, thì các bạn nhìn thấy có những cái mục về ví dụ như là tạo máy ảo storage, đúng không? Đó, tất cả các bạn đang tới đối tượng của nó là data store. Còn hôm nay mình sẽ khảo sát vấn đề networking. Thì các cái đối tượng networking thì cái này do lý thuyết thôi, chút tôi sẽ show cái hình từng cái cho các bạn. Thì cái đầu tiên á, là các bạn mình phải hình dung từ cái vật lý. Ví dụ như từ vật lý các bạn có thể là một cái máy PC hoặc server chúng ta có vật lý, thì để mà nó mục tiêu của nó là kết nối được mạng, hiểu không? Thì nó phải có card mạng. Thì vật lý phía dưới nó gọi là physical NIC, đúng không? Gọi là NIC. Còn cái con switch vật lý sẽ là physical switch. Để cái thì mình phải cắm dây mạng, hiểu không? Tức là mình phải cắm dây mạng từ cái bọt vật lý sang sức vật lý. Còn về mặt ảo hóa đi lên thì các cái thành phần mà bọt ở trên cái con host, còn vật lý đó, trước khi mình cài vô á, thì nó sẽ chuyển lại thành gì, nó sẽ chuyển thành gọi là những cái bọt này gọi là uplink đó, trong khái niệm VMware nó gọi là uplink, tương ứng với lại các cái bọt của cái con server chúng ta. Và khi mà các cái nguyên cái đống thành phần này thì các bạn nhìn tưởng tượng nó là một cái con switch ảo. Switch này nó hoạt động ở layer 2, nó giống như con switch thật của các bạn luôn. Thì các cái khái niệm thằng VMware nó sẽ định nghĩa một cái virtual switch, nó sẽ gồm có cái thành phần như sau. Thứ nhất là cái mặt phía dưới là uplink board, nó các bạn tưởng tượng nó là cái những cái board mà Unix vật lý á, board các bạn thấy được, và để chúng ta sẽ cắm dây mạng từ cái board này xuống là switch thật của các bạn. Thì cái này là cái mình trích ngắn ở trên cái phần virtual switch thôi. Phía mặt trên là gồm có là virtual board và cái những cái board group là gì? Board group là sẽ gom lại những cái đống nhạc và nó sẽ chứa các cái VLAN ở trong đó. Chúng ta sẽ nói vào trong đó ha. Ví dụ đây là mình có cái tên Rockson nè, tep nè, TMZ, vSphere. Nguyên cái này nó thành phần ngay là kernel board. Thì khi các bạn cài mặc định, nó sẽ tạo mặc định một cái VMware management đó, để chúng ta móc vào để quản lý. Đó là vấn đề các cái thành phần về virtual switch. Thì trên đây nó sẽ có những cái máy ảo chúng ta sẽ đóng bọt group vào trong đó. Tức là đầu tiên các bạn hiểu là vật lý, sau đó lên trên máy ảo nó đối xử, VMware nó gọi là cái gì, vSwitch nó sẽ mặt dưới sẽ là uplink bọt, ở trên nó sẽ là bọt group đó. Bọt group nó sẽ gồm nhóm các cái thành phần kernel, gồm các cái bọt ở trên nào đó, tương ứng với lại là những cái định nghĩa các VLAN trong đó. Rồi đây là những cái ví dụ về thực tế hơn nữa. Đây là cái hình lúc ban đầu của các bạn, uplink nè. Uplink là cái bọt vật lý ở trên cái máy thật cũng ra đó, physics á, uplink bọt á, tương ứng với lại là dùng nick các bạn có 1, 2, 3, 4 nick là network á, network bọt á. Rồi tương ứng ở đây là sẽ là một có nhiều virtual switch, thì nó sẽ chia ra ví dụ như này dùng để quản lý, switch này để quản lý, switch này để vMotion để qua migration, switch này để chạy những cái ứng dụng mà rotation của bạn, switch này chúng ta để test, switch này dùng để chúng ta mau qua dịch vụ IKG. Đó là cái mô hình thực tế của một cái virtual switch chúng ta hiểu. Ví dụ, không?
tức là vật lý thì chưa lớn lên. Rồi, mình hiểu lý thuyết chút đi, mình sẽ nói kỹ. Rồi, các cái loại virtual switch thì lúc nãy thì chúng ta có hai loại đúng không? Tăng đa switch và distributed switch. Thì cái đăng ra là cái cơ bản nhất chúng ta cần phải nắm, đó là một cái switch đơn giản dành cho một cái host thôi. Không, thì hôm nay mình chỉ khảo sát cái về cái tăng đa một cái IC đơn giản thôi nha. Thì các bạn một con switch, một con máy ảo thì một cái con host đơn giản thì mình sẽ dùng tăng đa switch thôi. Còn các bạn có ví dụ như có vài trăm cái con host thì nó sẽ chúng ta sẽ nghĩ đến bài vCenter, thì ở cái phần đó là chúng ta mới dùng được cái distribute này. Distribute chúng ta sẽ quản lý cấu hình nhiều máy ảo Mirai giữa các host với nhau, đó là cái vấn đề về lý thuyết. Rồi đây 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 nha, lúc nãy tôi có nói cho các bạn nè, thì đây là gọi là cái standard architecture, có nghĩa là cái kiến trúc của cái lúc nãy tôi đang nói. Thì các bạn tưởng tượng thì đi từ dưới lên thì những cái này nó gọi là bọt physical nè các bạn, không sức vật lý chúng ta nhìn thấy đó, dùng physical 24 bọt gì đó thì nó có cái bọt của sức vật lý layer 2. Thì khi mà cái đây là cái con host của chúng ta, đó là máy ảo máy thật á, thì server 1 server 2 nè, host 1 host 2. Thì đi từ phía dưới lên các bạn, nếu mà bạn không có ảo, chúng ta tưởng tượng ảo thì nãy tôi nói nè, lấy mấy cái cạc của nó là vô đây có ba cạc mạng đúng không, thì mình sẽ cắm dây trực tiếp xuống đây để mình sử dụng, hiểu chưa? Thì đây nó gọi là Physical Network Adapter. Ở lên đây khi các bạn cài cái phần giả lập ảo hóa SC á, thì nó sẽ tạo ra những cái công cụ cho các bạn. Lúc nãy tôi nói rồi, thì đây mình đang khảo sát về networking, thì nó sẽ tạo ra cho các bạn về cái vSwitch. Cái vSwitch các bạn lại nói là đây là cái mặt phía dưới là uplink. Uplink mình sẽ lấy từng khi uplink bọt, mình sẽ lấy cái bọt nào vật lý ở trên cái host của các bạn. Tương tự host kia cũng tương tự, thì nguyên cái đoạn này nó gọi là nguyên cái đoạn này nó gọi là virtual switch, hiểu không? Virtual standard switch. Thì phía mặt dưới nó nguyên cái này nó gọi là bọt group, nguyên cái trên chúng ta đóng bỏ cái VM vào để nó sử dụng, nó gọi là vNIC, không tức là cạc ảo giả lập ảo về mặt networking. Thì nãy tôi nói nè, nó có cái kernel dùng để quản lý manage traffic, không có thể bọt group về manage hoặc motion hoặc test hoặc là đó là cái hot. Thì chúng ta có hai hot đây, giữa hai cái này nó có thể giao tiếp với nhau, tức nghĩa là ở dưới đây nó phải thông với nhau thì như đây mới thông. Đó là cái kiến trúc cơ bản về tăng đa switch. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm hiểu tiếp, ở đây cũng là một cái hình mà một cái khía cạnh khác nè. Đây là hình là nó hơi là về mặt nãy là logic thôi, cái hình này gọi là nó gọi là hình nó mang tính chất là vật lý, chúng ta có thể dễ hình dung hơn nè. Ở đây chúng ta có physical nè, sức vật lý 1 nè, sức vật lý 2. Thì đây nó có hai cặp mạng để cắm vô nè, có thể chạy group lại trần kinh hay gì đó nè. Ở đây adapter nè, thì nó gọi là physical nick nè, hay gọi là VM nick uplink nè. Đó, hiểu không? Đây là có một con host thôi. Chúng ta cài IC lên, đó, một cái gọi là hypervisor á. Nên đây mình đang khảo sát về cái IC. Không, thì đây nó có standard switch. Thì standard switch thì nó bao gồm hai phần là cái bọt group ở phía dưới, thì mình sẽ tạo bọt group nào đó. Ở trên đây nó sẽ có đóng nó đóng gói vô trong, nó là vNIC nào thì chúng ta sẽ có những cái máy ảo trên, chúng ta sẽ đóng, chúng ta sẽ chọn cái vNIC đó đóng gói theo bọt group đó. Đây chút chúng ta nói bọt group nó bao gồm thành phần gì mình sẽ nói thêm. Thì đây những cái phần mà kernel interface, tức là ngoài cái bọt group đó thì nó có những cái kernel interface mặc định của nó dành cho các dịch vụ storage management vMotion TCP stack nha các bạn đó. Rồi bây giờ nè, đây là cái hình thực tế tôi cho các bạn coi nè. Ví dụ cái thành phần lúc nãy nè, nó hơi một cái đây, ví dụ như đây là một cái con switch đó, thì đây nó sẽ có về MTU, thứ hai là về nick timing nè, không ví dụ nick timing, thứ ba là cái chính sách, tiện chút mình sẽ nói về chính sách cho các bạn, thứ tư là cái chính sách về cái setting, setting là có về về giới hạn về dung lượng băng thông, thứ năm là về các cái turbo. Thế cái hình này là hình turbo, các bạn có bao nhiêu máy ảo đúng không, nó đính theo cái bọt group đó, đó VLAN đúng không? Mỗi VLAN hồi nãy tôi nói cái này là sẽ nó là một cái bọt group, mỗi này là bọt group nè, VLAN 2 là bọt group nè, bọt group. Cái phần mà management cái này là kernel nè, không kernel bọt về chưa, ví dụ đây tôi có uplink nè, business tôi có hai tờ, ok chưa? Đó đó là vấn đề thành phần của switch.
Cái thứ hai nữa, VSIC nè, nãy tôi nói là có VSIC thì nó các bạn đối xử nó giống như một con sheet thật ở layer 2, thì nó vẫn có MTU nè, nó có bọt nè, bọt link nè, đó nó nota các cái chính sách repay behalf gì đó tôi đang sử dụng, các cái secure policy arrow summers nào target enable, đó là cái thành phần liên quan tới Visual Sheet. Rồi bọt group lúc nãy mình nói hai thành phần bọt group, thì đây là cái thành phần bọt group chúng ta có thể coi đó. Ví dụ ở đây tôi định nghĩa một cái VLAN, trong cái bọt group nó sẽ có VLAN về giờ và cái chính sách của nó sẽ đi theo cái sheet ban đầu, tức là nó sẽ thừa kế từ cái sheet của chúng ta. Rồi đó là cái lý thuyết liên quan đến vấn đề standard sheet cơ bản. Thì đây tôi sẽ vô cái con này, tôi sẽ show cho các bạn nha. Cụ thể đây họ để không, hôm bữa mình khảo sát liên quan đến storage rồi, đó là tôi cái con 8, thì hôm nay thì mình sẽ khảo sát cái mục dưới đây nè. Ok chưa, họ vô cái con bữa trước cho các bạn luôn, tại đây nó có cái thành phần tôi đã tạo cho các bạn coi. Dù như đây tôi sẽ vô cái con Dell bữa trước cho các bạn nha. Rus, tại vì cái con ấy thì cái bài thực hành đó, mình sẽ làm đây. Đây là cái giao diện bữa tôi làm storage nè, khảo sát cho không. Bây giờ chúng ta sẽ cái đối tượng này, thì trong cái đối tượng này các bạn nè, chúng ta phải nắm về cái bọt group nè, physical nè, virtual switch nè, physical net nè và virtual kernel TCP firewall. Ok chưa? Đó là về mặt thực tế. Thì nãy giờ tôi chia sẻ cho các bạn là về mấy cái liên quan đến cái mục virtual switch thôi. Virtual switch standard. Tại vì mình là standard là mình chỉ quản lý đơn lẻ một hai con hot SC thôi, thì nó sẽ tạo mặc định cho các bạn là standard sheet. Lúc nãy mình nói lý thuyết, bây giờ mình sẽ vô từng tab cho các bạn theo cái kiến trúc này cho các bạn coi nha. Đây mình đi từ này physical lên trên physical next physical, thì đầu tiên cái physical trước nè, vật lý. Thì các bạn ví dụ như đây tôi có hai cạc, còn cái con này ví dụ đây tôi có cái con này, cái con mới tôi nó tới nhiều 2 4 là gồm có về mặt cái cạc mà một 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 bit á, thì tôi có tới 6 cạc và tôi có thêm 2 cạc 10 bit để chạy tối đa về băng thông gì đó không. Thì tôi thì đầu tiên là đây là cạc vật lý, phía dưới là các bạn phải có giống dây mạng dù switch 10 bit để nó mới chạy được cái này như bạn đó. Đầu tiên lên mình trải nghiệm thứ nhất là Physisnet có được mấy cái này rồi, cái thứ hai là cái virtual switch. Khi các bạn cài máy ảo lơ cài SC lên nó tạo mặc định cho bạn gọi là switch không, switch không này nó tương ứng các bạn hoạt động layer 2 lúc nãy nè, và gọi là tăng đa switch. Ok chưa, khi chúng ta click vào chúng ta sẽ trải nghiệm. Thì cái vi tăng switch đây á, là nó sẽ các cái thành phần nó sẽ bao gồm MTU nãy tôi có show các bạn nào, các chính sách về nicknaming như là switch policy reward thì kêu. Rồi ở đây các bạn nhìn qua nó có cái phần là topology, thì ở đây á khi các bạn edit nó edit setting thì cái đây là edit setting, thì lúc nãy là cái uplink này các bạn nhìn thấy uplink, uplink là chính là cái này. Đó, bạn có bao nhiêu vọt để chúng ta sẽ chạy vào để nó sẽ hỗ trợ các bạn lớp ba lăng rồi sharing này nọ đó, tiền chút chân áo vấn đề đó. Thì đây mình chỉ nói là giới thiệu các cái thành phần, chút mình sẽ đi vô từng cái mục này thì kêu rồi lớp ba lăng nó là loại nào loại nào. Ở đây ví dụ như tôi đang có là một một uplink, các bạn có thể add uplink thêm đó, có bao nhiêu cả thì các bạn add giờ nó sẽ tạo để chúng ta add thêm nó ra, add uplink vào để nó dự phòng. Đó thì cái bài sau nữa tôi hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta VLAN và chúng ta kết hợp với lại tiên minh này cho các bạn nha. Thì đây mình chỉ giới thiệu trước cái đã. Rồi, đó là cái phần mà standard switch của tab này. Rồi, cái trong cái phần standard switch nó có cái phần bọt group. Bọt group chính là cái nhãn mà để cho các bạn thành phần bọt group nè. Thì nó sẽ bao gồm cái gì? Nó sẽ lấy từ bao gồm là cái ID VLAN, đây nó bao gồm cái label bọt group nãy chúng ta nói là thứ nhất là nó bao gồm là cái tên, thứ hai là cái VLAN ID, nó quan trọng nhất là cái VLAN ID cho các bạn. Khi các bạn tạo ra mặc định thì nó sẽ là VLAN không, thì các bạn nó sẽ lấy cùng với lại cái kernel mà kernel management đó nó tạo ra. Còn cái này là tôi tạo ra một cái bọt group mới gồm có VLAN ID
và thứ hai là cái nó sẽ mình tưởng tượng các bạn ở trên cái bọt đó đó, lúc nãy mình nói rồi V-Suite thì bọt phía dưới là còn có là mặt phía dưới là uplink, mà thứ hai là trên mình đang tạo phía trên để mình giao tiếp với lại cái VM của chúng ta, hiểu không? Thì đây mình đang tạo cái mặt trên để mình đóng gói, mình bỏ cái VM, nó muốn lấy VNIC nào thì phải lấy theo cái bọt lúc này đó, ví dụ như là tôi lên 17 nè, rồi thứ hai là suite. Còn các cái chính sách này nó sẽ thừa kế từ cái V-Suite không này cho các bạn nha. Đó đó là cái tôi muốn chia sẻ cho các bạn, ta lưu lại. Ok chưa? Uplink gì đó thì chúng ta sẽ quay lại phần làm cái phần kia. Rồi, mục tiêu là giới thiệu từng tab. Có thể tạo mới, không có thể tạo mới, không có thể tạo mới liên tiếp và tạo luôn cái phần mà sheet mới cho các bạn luôn. Còn cái sau cái bài mà VLAN á thì tôi sẽ nói kỹ về cái chỗ này cho các bạn. VLAN 0 hoặc là VLAN 409 mấy á thì nó sẽ từng loại tagging á thì nó sẽ có những cái tương ứng cái này. Thì cái này các bạn tạm thời như vậy đi. Rồi, vkernel. Lúc nãy tôi có nói cái viên kernel đúng không? Khi mà tạo ra thì nó sẽ lấy cái default star IP stack này nè. Đó, sẽ lấy kernel. Thì chúng ta click vào đó thì chúng ta coi là mặc định của nó sẽ lấy là để quản lý default stack. Mà default stack các bạn nhìn thấy á, là nó sẽ là quản lý nè. Nè, tức là những cái dịch vụ đi theo của cái viên kernel gồm có Fedora quản lý, rồi hỗ trợ TCP, nó NFC backup, provision, rồi replication, NFC replication, vMotion, vSAN. VSAN Witness, tức là những cái dịch vụ này nè, đó, nó đang disable. Còn các bạn có thể, tức là tôi đang nói cái phần mà này nè, cho các bạn coi, cho bạn dân dung nha. Đây, tôi đang nói về cái đầu bọn thì nó hỗ trợ dịch vụ này. Đó. Thì ngoài đó, phiên bản mới 8.0 á, nó hỗ trợ thêm mấy cái nãy VSAN Witness nè. Các bạn nghe thấy không? VSAN Witness, rồi NFC, BTP nè. Rồi mấy cái chuẩn của giao thức cầu cứng NVMe TCP nè, ARA đúng không? Ok chưa? Đó là những cái phần. Rồi ở đây kernel board thì nó lấy mặc định VLAN 0. Rồi, đó là cái phần mà kernel. Đó. Ok chưa? Thả add mới thì nơi nó sẽ cho kernel thì cũng đặt theo board, đúng không? Theo suite nào, VLAN nào, IP bao nhiêu. Rồi, cái phần này là cái phần dịch vụ này chúng ta chọn nè. Default thì nó sẽ chọn này. Nếu các bạn chọn theo kiểu provision tắt thì ở đây, còn nếu các bạn chọn vMotion thì ở đây nó sẽ tự động disable, ok chưa? Đó là cái phần VM kernel. Còn TCP stack thì nó sẽ tự động nó lấy theo cái mặc định nè, mặc định nó tạo ra nè. Phiên bản mới nó có nhiều cái đúng không? OBS, Gmailer, Revision, các phiên bản trước nó không có. Rồi, cái tab Firewall Rule thì nó cũng tương tự là cái dịch vụ trong cái host thôi, giống như Windows Server chúng ta thì có Windows, thì đây sẽ tạo như cái phần đó. Thì đó là những cái liên quan cái phần mà thực hành của cái phần networking nha. Ok chưa? Thì cái bài hôm nay tôi chỉ giới thiệu sơ cho các bạn cái định nghĩa, cái cách kết nối giữa giao tiếp giữa cái host với lại cái vật lý, đúng chưa? Nó gọi là cái physical. Còn cái phần mà cái cạc mạng vật lý chúng ta gọi là VNIC, physical NIC. Còn cái ở trong VMware nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái switch layer 2, nó gọi là VSIG. Bây giờ tóm lại, nhất là giới thiệu cho các bạn là standard switch mới gồm hai thành phần, có thể là một cái bậc dưới nó gọi là VNIC, bậc uplink á nó gọi là VNIC, nó gọi là uplink. Không, ở dưới đây là các bạn đó, nó gọi là uplink board. Cái mặt trên nó sẽ gọi là board group. Ok chưa? Board group ở đây có thể gọi là group về production, về test lab, về vMotion, về kernel. Ok chưa? Để nó sẽ đóng gói bọc group này, nó giúp những thành phần của bọc group nó sẽ là một cái đóng gói về ID VLAN cho các bạn, để nó sẽ bỏ cái VM vào, tức là bỏ cái máy ảo chúng ta sử dụng bọc group nào, cái lúc mà chúng ta tạo máy ảo nó sẽ sử dụng bọc group nào, thấy không? Bọc group đó nó sẽ quyết định là mạng của VM đó nó sẽ đi theo cái đường mạng VLAN ID nào đó. Ví dụ đây nè, các bạn có thể là quản lý, có thể là đi test lab, có đi production. Ok chưa? Đó là cái lý thuyết về standard switch. Thì cái bài sau nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái chính sách, những cái thành phần mà liên quan cái standard switch này. Ok, mình làm viết ngắn ngắn thôi, chỉ làm nhiều phần các bạn để ngán. Xin hẹn các bạn những cái chính sách sau của standard switch nha. À, cũng giới thiệu luôn, lúc nãy là cũng giới thiệu luôn các bạn những cái thành phần đúng không? Giao tiếp tên nó là cái gì? Nói rồi đó. Đó. Thì phía dưới là physical switch, virtual switch thì nó cũng là đối xử nó như là một cái switch layer 2. Nó có tất cả các giao thức của một cái switch ảo mà, nếu giống switch thật. Đó, mặt trên là
bọt group để chúng ta giao tiếp với lại VM, mặt dưới là ống liên bọt để nó giao tiếp với lại cái card vật lý của host. Ok chưa? Rồi, clip này đến đây thôi, clip sau sẽ nói về chính sách của Tenacity.